Hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhổn nhàng xiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, ba già khổ não vậy thì từ đây. Cỡ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chúng phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Kẻ thì phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng dình vẹn hay. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày rài tình tâm. Cơ thâm thì quả diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hùm beo, khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này vẫn lệnh minh dương, với lệnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người nháo thần tiên quỷ tàn. Mặt ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi miền, thì niệm Phật lâm thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, giàu các ra đài tốt bực giàu sang. Nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lắm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ngay ra giải truyền. Thầy điên tâm tánh quá thiền, nổi trong sao khắc biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương trần kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù danh lợi suy sang. Cờ đã đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu chúa kính vì tổ tâm. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, dầu Phật ra đời thế giới bình yên.
điện này điện của thần tiên ở trên non núi xuống miền Lục Châu. Đợi còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hồi mây rầm thân chẳng toàn thấy. Việc đời đến lúc cấn gai, mà cũng tối ngày nói xéo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống huỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điện này nói việc gần xa, đành cho Lê Thứ biết mà lo tu. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài. Đường đời chẳng có bao dây, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuôn đời như pháo châm ngòi, bà gia yên lặng mà coi khủng này. Khung thời ba tớ một thầy, giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dạy còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Ba gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu thu. Bây giờ giả dại giả ngu, cũng như nhân quý ở tù ngày xưa. Lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biếm nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, vào trong bãi núi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Việc này thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối bên, tiếng quyển tiếng kèn mặc y ba gian. Hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giả như hàng tinh đợi thời lòn trốn. Đến sau danh nổi như cồn, làm cho hán võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong giả chẳng yên, khắp trọng lễ thứ thắm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho.
mang theo danh lời ốm o sẵn của hét hò đưa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cứu quyền thất tổ chân thờ để thờ những đảo ngón cờ trắng bao. Dương trần bụng giả nhiều màu thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bà già mau kiếp lo âu để sao đối đầu chẳng đắng toàn thay. Việc đời nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lấy đá con dê khắp trong trần hả nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị xáo xào canh khuya gà gái máu đầu mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điện biểu dân đừng làm dữ làm hung. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng cái hay. Bây giờ mắt viết tà tay nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi còn chỉ linh thinh mà ngồi mà nghe. Viết đời như nước trong khe, nó tưởng đặt dè nói biếm người hung. Điên này nói chi theo khùng, mà như thể dây dùng đặng cứu bá gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà tà tinh. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba thánh mặt tình nghe không. Việc điên điên sự chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ủ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rách rôm, rồi sao mới biết rách rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tử ráng ghi niệm, cho tà quỷ giấy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa qua, ăn cần ở kiếm đặng mà lo tu.
Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tôi mùi ba tánh biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong giả chẳng yên, điện gai chèo quế giáo miền Lục Châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng giả người xưa. Bà già ai biết thì ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê già dốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng thảm càng phiền, lên voi xuống vịnh nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca, ca cho ba tánh biết đời loạn ly. A-di-đà Phật từ bi, ở bên tiên trước chứng trí lầm này. Từ ngày thọ giao với Thầy, dẹp lòng dị kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miệng cho ba tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hay, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này dành vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiện lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tay, bắt ngưu bắt cày đành chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lanh xăng, Phật đâu chứng kiếp lòng người ác gian. Thấy đời mê mũi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chinh ghê. Chữ tu không phải lời thầy, mà không nhớ đến đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong giả sống sang, cùng hết sống làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu, dần trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Bà gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thỏ lành giải dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biến nhẹ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hạ bớt phiền lo tu. Thương đời chứ chẳng kiếm xu, buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem được
Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ hòa thâm đằng cho ba tánh tịnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành khắp trong lê thứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu hết ngủ tới dài công phu gần thành. Xác trận đạo lý chưa rành mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiềng dắt diều bá tánh gắn miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang mong cho bá tánh được nhàn tâm thân. Thượng về chầu Phật tấu trần cầu xin Phật tổ qua bàn lần đức ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ thời thương muốn cho lấy thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn tu niệm chớ sợ muộn lắm dân ôi. Hồng trần biển khổ thấy rồi ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Tu hành tâm trí ráng trì sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Dương trần lâm chuyển đôi co, phải dẹp dĩ kỹ mà lo tu hành. Kể kinh tưởng niệm cho sanh, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bị ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đấy đạo hạnh được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lễ thư bước vào đường tu. Xưa nay đạo hạnh quá lâu, ngày nay sáng tỏ đến bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân. Quán trường miệng nói gian răng, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng giả bất tri, trông cho làm bệnh dĩ kỳ nó coi. Dương gian chầu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng loài sao đuôi. Nói nhiều mà giá chẳng nguôi, việc tu ba tánh bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muôn gái xinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xác
thân cọp sẽ béo vào, còn người tàn bao máu đào tung rơi. Tu hành hiền đức thanh thơi, ngài cha thảo Chúa Phật trời cứu cho. Ba gia hại rắn mà lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tinh tâm. Đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cả kia biến lỗi khổ này mới yên. Nhắc ra qua thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân ly hết lu, khắp trong lễ thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ vương, ham mê đắc kỷ là phường bội cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tánh biết mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuyên. Đừng ham làm dứt nách nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưu sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hùm béo tây tưởng bọn bề, lại thêm mát thú mang xà rít to. Bà già ai biết thì lo, gác tay dèm xỉm đôi có ít gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, siêu cao thuế nặng vậy thì thiết tha. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ minh dương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc u ê. Cám thương trần hạ nhiều bề, bởi chứng tàn bao khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến việc lũy phiền suốt canh. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba gia phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham vọng ham dù, cùng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như gia múc thêm mạng, lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ôm có đau, vang mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên.
nói ra trong dạ chẳng yên. Bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân, đêm ngày chẳng nại tâm thân, nắng mưa chẳng quản tấu tần ai hay. Chừng sao đến hỏi rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thiền chèo quế tay gai, thuyền đi nước ngược đến rài Cù Lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng lắm khánh ít người nào tu. Tớ thầy liền giả đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xu dương trần. Ba gia tổ lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nực cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bài trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tửu đông dày, rồi mới ra bài hát việc thiên cơ. Tới đây ba tấm làm ngơ, buồn chỗ lê thứ kiếp giờ ra đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, thắng đường trực chỉ điên đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi co, chế lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời động tâm từ bi, điện chẳng bắt tì còn mắt việc xa. Khoan khoan chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài vàm. Đoái nhìn mấy nọ trắng lam, điện ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ vẫn nhờ bắp khoai. Và người bán cá bằng nay, dân chúng ngày rài xúm lại mùa đông. Tới lui giá cả vừa xong, điện cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm ôi, vàng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho lê thứ hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phủi rồi, hoài thuyền trở lại bôi hồi sầu bi. Giá người tàn tật một khi, xuống vàm kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà la hầm hôi, mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cố một hồi, cùi xuống giữa vời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thì dân ở chợ nực cười, xúm nhau treo ghẹo đánh cười gây tơ. Buồn đời lăn mã ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giả cùi đuôi.
phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chật chú thầy, nó thấy làm vậy cũng bắt ngại nghi. Xuống thuyền quầy quá một khi, chèo lên vịnh tế vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng ghé chùa Am, xuôi dòng núi sập đắng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tôi ở tù mới ra. Chèo ghe rao việc gần xa, bồng lái tiếng cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lịnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xeo nói xiên, chủ muốn kiếm tiền nói gạt ba gian. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rừng rừng nước mắt treo về mặt dưng. Tay chèo miệng cũng rau chân, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đỗ thừa trầm ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót ba gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mãi không. Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi. Mặt dừng mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nao. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy dặm cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ngay nổi dậy phong ba, có con nhiệt thu nút mà người hung. Đến chừng thu ấy phục tùng ba gia, mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai, giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nó bằng the, hay ráng đọc vè của kẻ khùng điên. Khỏi vàm điên mới quay thuyền xuống, miền cáo lanh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hèm chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng giải dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phong Mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch danh. Ghé chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bội hồi, khó đứng khôn ngồi thương xót ba gian. Kiến dạng làng nọ chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi.
Xứ này nhà cửa ít ỏi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách xin xu, ra tay cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bổn bề, rõ ràng bên lức đã kề bên ghen. Và người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng việc thiên cơ. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẹo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết về thơ, giả người bán mắm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bồn bề, kẻ nhúng người trề chê mắng chẳng ngon. Bán hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ nếu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mau măng, con để cho khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn, biến mất xác hồn mà cho chúng chỉnh ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lạnh giữa cày giả bán trầu cao. Bán hàng xúm lại lao sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trậu thời kẻ móc người môi, còn cao bẻ dâu thấy loài tánh tham. Thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê giúp nó làm thẳng tay. Ghé người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bến thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng linh tra liền thuế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cậu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chứng khổ não mới là nổi trôi. Linh nghe vừa dứt tiếng rồi, khoát nát một hồi rồi mới bắt giam. Thấy đời trong giả hết ham, ghé người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên giả làm thầy, đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh. Giáo cùng khắp cả Sài Thành, khi ca khi ly nói rành thiên cơ. Ba già ba thanh làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét ưa ưa, chẳng dám nói bừa cho ba tấm nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên giả người què gia đình thẳng sông. Què này đường xa lão thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kêu cơm ba tánh nghe ghê, thêm nói bổn bề những viết về sau.
Dương trần bàn tan thấp cao, chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Gia từ gia đình một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây già kẻ quá khờ, vợ điên chồng dại đứng ở một bên. Phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười. Thì thiên hiền đức được mời, phần nhiều xúm lại chế cười người điên. Vợ thời ca hát nguyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Bà già coi thể rách rôm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca hát việc đời, với việc hiến thời khổ não Âu Châu. Chạy cùng chẳng sót đâu đâu, lầm quá thắm sâu lìa lái Vĩnh Long. Chợ quê giảng dạy đã xong, thiền loan trực chỉ đến rài Bến Tre. Chợ này đâu tại nhà bè, giá trị bán chè dạo khắp các nơi. Dòng rau rặt tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng, nói rằng rằng những việc bướm ông. Gánh chè bán hết vừa xong, điên cũng nói rầm chuyện khổ về sau. Nói rồi chân bước mau mau, lìa xa thiền thì đến thì thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trề, kẻ lại chửi thề nói lũ ba đơ. Thấy đời tai lấp mắt ngơ, lúc ở trên bờ kia lại đi ghe. Dạo cùng khắp tỉnh Bến Tre, đủ bực thơ về lìa lái Trà Vinh. Tới đây bài đặt hát kình, đua nhau bán thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bông lông, trách trong lễ thứ không lòng từ bi. Gặp người đói khó khinh khi, điền viên sự sáng ai thì làm cho. Dạy rồi thuyền lại mỹ tho, khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Chợ quê giáp hết thuyền quay, đi trở lộn về ông trưởng giang dân. Quảng chi nắng sở mưa tầng, chèo suối chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tánh lắm ôi, bồng lại tiếng cảnh rau rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắt nở thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới Vinh Nông. Thấy đời cũng bắt đồng lòng, ghé vào tệ xa thẳng sông lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà, nói chỉ lớn tiếng người mà khinh khi.
Người nhà cảm tạ một khi, cũng nắm cách bát tiền đi non bồng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông, ghé nhà chủ bối xem lòng đào ba. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không? Có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Điên nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành rài ngày sau. Hồi qua tu niệm âm hao, không biết câu nào trái ý đạo ba. Buồn đời điên mới bước ra tay gai, chèo quế dạo thì khắp nơi. Đi hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cũng rau mời tiếng cảnh bồng lai. Có người xuống bên bằng nay, mắt trời ít tiếng người rài mạng vong. Nhà ngươi thiệt chẳng có lòng đòi, đã hai lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. Điên rằng tôi chẳng tham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, ghe đã chở đầy chật nứt trong muôi. Và đây cũng chớ cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng giá tà tây, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong môi đã mát lại phố, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi dòm thấy trống không, bước nhau vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bảo biết ta, thuyền người biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chở mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cũng rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muôn kiếm xu, mà trong trần hạ đuối mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở non cài vua Nghiêu. Tới đây trong giả buồn hiu, bỏ ghé điên cũng đánh liều chưa thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi, khắp trong làng xóm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng to thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này, nên mới làm vậy cho giải quả căn. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói reo cười, thần tôi lão lý anh cười tôi chi. Giá từ chở mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé am thầy pháp nói rằng lỡ chân.
trước sau bày tỏ nguồn cơn. Vì thương lễ thứ chi sờn lòng đây, có người lôi xóm muốn gây, xin sao trái bắp liền quầy xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe bé, mà lại điên nhè nước ngược thẳng sông. Ra hoai thuyền chảy như dông, người nhà xuống bên trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế vậy thì mạnh bảo quá tay. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ biếm nhẹ hoài buồn giá người xưa. Đời nay mong tở màn thưa, khuyên trong lễ thứ chẳng thừa một câu. Thân này chẳng nệ mau lâu, miễn cho ba thánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thê, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hầm hui, không đất cầm vùi mà chẳng ai thương. Con thuyền đường lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở xóm bằng nay, bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hờn phận duyên. Điên nghe vội giá hoài thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi dạo sớm một khi, đi lên nhà thì giả gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc đi cùng thời ghé vô. Mua một vé uống hơi cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thay. Hai thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngay rài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cãi có làm chi. Bước ra nhà nó một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lái chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nó nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Dầm nao rầy đã đến rồi, hoài thuyền ghé lại bằng nái chở đình. Hát hai câu hát quê tình, đậu xem dân chúng chở đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lao sao, giả bận áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon.
nhắc ra đồng tâm lòng son, buồn cho lấy thứ sau còn ham vui. Ở đây một buổi ghe lui về, trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy trò chẳng nải tâm thân, rảo khắp non tầng bận nửa thử coi. Chân tu thì quá ít ôi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tánh tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rảo khắp chùa ám của người. Dạo rồi bắt qua tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lời quá tay. Trẻ già biến quá ai hay, dạo trong bãi núi chẳng nài công lao. Rủ rừng lúc thấp lúc cao, giả ra nghèo khó dạo nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cùng cứ tham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, rảo khắp thị thiền xin xỏ ba gia. Đi rồi cũng qua thiết tha, trở về non cũ đắng mà dạo chơi. Non tiền gió mát nghe thành thơi, nhưng nhớ việc đời lũy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trọng lễ thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặc tình ghét ưa. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ưa điên khùng. Xuống thuyền chèo quế thung dung, đi dài đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch da chở nọ thoái loay, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cân, khi sai khi tỉnh lúc hờn số căn. Dương trần đi lại lắng xăng, chê chê nhau nhau cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thị thiền, linh chẳng bắt ca xiền nó lại bốt đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dạy dỗ chuyện gì cũng chẳng ai nghe. Dạy rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nói rồng dè thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thứ ủ ê, sóc trăng chở ấy thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cũng tả tới, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thị thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường chân chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu.
Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị rau trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏ bài. Cho trong ba tỉnh chợ này rõ việc vậy, đầy lão lý về sau. Đường đi lao khổ xa bao, miền trong trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thấy trò lâm cảnh gian nan, chừng nào hết đi khổ mới an tâm lòng. Đặng dân đến tỉnh Gò Công, vì thương dân thứ mới hồng đến đây. Xưa kia bạo lục tỉnh này, mà sao cảnh thổ xứ này gần hơn. Yêu dân lòng nó chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dài cũng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách vời, ở đến đó vậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta nhiều, đuông chà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tớ quá mười, nói cười cười bán thuốc sân đông. Ai ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mệt trong bụng xáo xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh giết đời gần bên. Khổ đã đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn toại tâm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bơ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có tan, với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Giải rồi thầy tớ liền đi biên hòa, đến đó vậy thì xem qua. Đến đây giải dỗ gần xa, khuyên trong ba tấn vậy mà tĩnh tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì chí đánh tâm quyền cơ. Tân an dạy dỗ kiếp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh, điên ra sức giảng mặt tình nghe không. Giảng rồi dầu một thẳng sông, thiền thị giáp dòng thứ chót là đây. Thương dân giảng giải dây đầy, rào khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra giả nọ nào nguôi, từ đây lục tỉnh đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong dạ sầu bi, ba gia chậm chậm khinh khi điên này.
đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì thương dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Khủng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cai, ngày nay nhường lại cánh này cho điên. Xuống trần dạy dỗ uyên thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ân, lời điên khuyên nhủ như đàn ba nha. Thị thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi, thầy thì quê lựu tớ thì quê tâm. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thấy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thư trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quy báo thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính vì mẹ cha. Sau này sâu bắt hùm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhắn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây dưng lệnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gian. Thấy đời lòng giả tây tà, cứ theo chế nhạo người mà người điên. Ngồi buồn kể chuyện nguyên thiên, chẳng có ham tiền cũng bị ghét dơ. Giết cho ba tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Tự rày gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bao cứng đầu kinh khi. Dương trần nay đang sầu bi, nên điện mới nói chuyện ni tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải ráng lo lường kiếm chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài dài, trong trần hạ ngay rài ráng nghe. Đừng khi nhà lá chòi tre, nhà săn cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mắt lanh xanh, dương trần biết đặng đạo hành mới thôi.
chẳng ham cung kiến chè xôi. Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu, muốn cho dân hiểu đạo màu, chứ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng tháo dài khôn cần thế, chứ nào dài ngu. Sáng ngày con cho sủa tru, chừng heo cắn ổ hiềm thù mới yên. Đừng ham giành giật của tiền, người hùng hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lân, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Bửu châu công luyện chốn non tần sơn thủy non giang, bảo giác dân kỳ quái chờ nơi thiên nhất. Định hướng nằm dành thường kẻ tròn ân. Nam mô sanh văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sanh văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sanh văn hội thượng Phật Bồ Tát.